Viện trả nha, bữa nay anh Phi và chị Huy để 20 tháng 10 dắt nhau đi quan chị bưởi Ngọc Trinh nha quý vị khán giả. Rồi anh Phi dắt chị Huy đi đâu anh Phi? À đi ăn chè bưởi không? Rồi đi kiếm chỗ ghế ngồi đi anh Phi. Rồi đi ba kiếm ghế đây anh Phi chị Huy. Rồi đi kiếm ghế ngồi đi anh Phi. Rồi kiếm có ghế chưa? Hai phía đâu rồi, đang đi kiếm rồi. À bữa nay dắt chị Huy đi ăn chè bưởi luôn ha. Rồi dắt chị Huy ăn chè bưởi có vui anh Phi? Rồi. Còn bạn không con? Đi lại đằng đó. Kè. Đó, chung chủ đó. Rồi bây giờ. Đó, bây giờ là anh Phi và chị Huy đi kiếm bàn ghế đằng ăn chè bưởi quý vị khán giả. Đó, giờ đang kiếm ghế. Bên đây lễ 20 tháng 10 hai vợ chồng biết chắc rủ nhau đi ăn chè bưởi nha quý vị khán giả. Đó, cái điểm ăn chè bưởi thấy lý tưởng ha anh Phi. Vậy chị Huy có gọi món chè bưởi gì chưa chị Huy? Có, ăn món chè bưởi. À, chị Huy ăn cái gì? Chè bưởi. À, còn anh Phi dùng cái gì anh Phi? Chè bưởi. À, chè bưởi ha, đây đủ các loại trái cây luôn nha quý vị khán giả. Đó. Bây giờ là chị Huy và anh Phi hai người cùng ăn chè bưởi luôn. Đó. À, ăn chè bưởi xong rồi một chút xì vào phòng ngủ. Ngủ hả anh Phi? Hai vợ chồng vô ăn. Hai vợ chồng ăn chè bưởi với sâm văn lượng ngon anh Phi. À, rồi kêu khán giả cùng ăn đi anh Phi. Khán giả ăn chè bưởi. Mời khán giả ăn với em trong bốn lượt. Vậy là có quán này quán quen hả anh Phi? Anh với chị Huy từng dùng quán này cái gì anh Phi? Các bạn đang chạy xe lên luôn. Hình như là cái quán này anh thường xuyên qua đây ăn với chị Huy anh Phi. Rồi 20 tháng cái này có ăn chè bưởi với không hả? Đâu thì dòng cái em rồi. Rồi. Em chưa? Kêu là thấy kêu tôi lấy lại vừa đó. Này kêu đâu không? Kêu lắm hả? À. Nhưng mà phải giả ăn. Ăn chè bưởi xong rồi anh Phi dắt chị Huy ăn chè bưởi xong có đi mua bông cho tặng cho chị Huy không anh Phi? Ăn chè bưởi không hả? Đó, ăn chè bưởi không bây giờ một chút khán giả ăn chè bưởi với em Huy với chồng. À, trời ơi, kêu khán giả ăn cùng chị Huy và anh Phi ha. Đang nghỉ cho trà đá. Đó. Nước chứa chứ không phải là trà đá đâu hả anh Phi? Hai bữa nay anh Phi đi chơi với gì vui vui dữ cười hoài anh Phi. Hả? Anh thấy ngoan miệng cho anh Phi. Có vợ bên cho có vợ bên cạnh chồng. À. Có vợ bên cạnh chồng là hạnh phúc rồi ha. Do mọi lễ lúc khán giả mình khỏe. À vậy là anh Phi với chị Huy ra qua quán này làm bao nhiêu lần anh Phi? Lâu lâu ăn à. À lâu lâu mới ăn ha. Lâu mới ăn. Chứ không phải là đi mỗi ngày hả chị Huy? Không có tiền ở nhà. À không có tiền ở nhà ha. Đó em Phi giờ xong mai mình đi buôn bán kiếm tiền bằng chắc chị Huy đi chơi nữa anh Phi.
em quá tiền em dẫn vợ em lại mấy quán là ngon rồi anh cứ anh ở nhà bây giờ anh ở nhà hoài sao mà có tiền lo cho chị Quy anh Phi à, mà có tiền là em dẫn vợ em đi hết. Anh Phi ngon chị Quy ngon ha. Quy kêu hột vịt lộn ha, hột vịt lộn gan me hay là gan muối? Hột vịt chị Quy. Chị ơi, chị Quy ăn không thịt là lộn gan me gan muối gì Quy? Lộn. À. Mua cho anh Phi ăn, trò dưỡng. Mua bồi dưỡng cho anh Phi hả? Rồi anh Phi ăn không thịt lộn gan me hay gan muối rồi có nhớ cái kia không anh Phi? Hả? Cha ăn không thịt lộn này mà có cái kia để một hộp là còn là ngon miệng luôn á anh Phi. Hả? Ăn ngon thôi, có gì đâu. Không mà phải có cái kia nó mới được. Có rượu à? Ừ, có cái đó nữa là một hốt một là tới xương luôn anh Phi. Chắc ăn chục hộp không đủ quá. Trời ơi, mình ăn. Mình cầm một anh thịt chuẩn bị ngon. Đó, chồng em đâu mua mỗi ngày có ai là ăn nào đó. Dạ chị Quy ăn thịt lộn gì có cái kia là ngon ha anh Phi ha. Cái này giữa chứ không lộn đâu. À này không thịt giữa hả? Sao không kêu ông kiếm một thịt lộn ăn anh Phi? Mời anh ra ăn hột vịt nha. Ủa cái này lễ 20 tháng 10 chị Quy vui quá trời luôn hả chị Quy? Chúc Lê Giang được mạnh khỏe, đẹp trai. Ồ. Chúc trên. Không biết chúc gì đâu chúc đại. Đó quá trời luôn hả chị Quy? Rồi bây giờ em thấy anh Giang hơi uống hơi mập và uống nha. Rồi anh Giang lễ 20 tháng 10 có dắt chị đi chơi không chị Quy? Anh Giang có dẫn vợ Giang đi chơi không? À. Sao không dẫn vợ đi chơi? Đó. Ở nhà hoài buồn em. Anh Giang giảng hoài không vợ dẫn vợ đi chơi trời. Không có vợ dắt ghệ đi chơi chị Quy nói đây chị Quy. Thôi anh Quy em dẫn anh đi chơi nè. Bởi kêu hột vịt lộn sao được, hột vịt giữa là sao anh Phi? Hả? À. À. Chị Quy kêu hột vịt lộn sao mà ca hột vịt giữa vậy chị Quy? Em kêu vịt lộn với hột giữa là cho anh Phi. À. Em biết đâu, ta nghe lộn. Kêu hột vịt lộn rồi ra hột vịt giữa ha. Mình kêu gì mà ăn máy đi. Uống cái đó lát rồi lo là gì ăn chè vậy? Có bơi chưa? Làm cơm bơi miếng hay không lộn chưa? Mình nên ăn cả phẳng bao nhiêu trứng mới hết anh Phi? Ăn hai trứng là no. À. Còn hôm bữa anh ăn hột vịt sống luôn anh Phi. Hả? Trời ơi. Còn ăn không? Nướng hột vịt sống luôn. Nướng hột vịt sống luôn hả? Rồi có tanh gì không anh Phi? Không, nút bình thường. Nút bình thường hả? À, hôm đó là anh xỉn hay gì? Anh uống hay là anh không xỉn? Bình thường. Bình thường hả? À. Bây giờ anh thấy cái hột vịt sống với hột vịt chín anh ăn cái nào ngon hơn anh Phi? Chín ngon hơn. Hột vịt chín ngon hơn hả?
À. Ăn cái này thiếu cái kia ha anh Phi. Thiếu rượu phải không? Hả, có thiếu rượu không? Đó. Chị Quý kêu anh Phi ăn nhiều nhiều vô chị Quý. Ông bỏ anh già chồng chào kêu chú à chào kêu anh chú bữa nay lễ 20 tháng 10 thấy cũng đông quá chị Quy. Anh ta đi chơi đông ha. Đây là cái vợ đi chơi à. Rồi chúc kêu anh Phi mua bông hồng tặng chị Quý đó chị Quý. Chịu không? Chịu không? À, tặng dặn đi ăn được rồi. À, vậy là anh Phi dắt vợ đi ăn được ha. Dạ, ăn được.